chư thiên có còn tà kiến không ạ? Và điều kiện để một người sanh thiên là gì? Câu chuyện con cóc nghe Pháp Thế Tôn tuy không hiểu nhưng lại hoan nghĩ về và thành chư thiên, thì con cóc ấy có nhân duyên gì với Đức Phật không? Quý vị hỏi là ba câu. Như vậy thì sư cũng chỉ trả lời một câu, ráng chịu nghe. Hỏi thì mình hỏi đàng hoàng. Chư thiên có tà kiến không? Thì xin thưa là chư thiên có những vị có tà kiến và có những vị có chánh kiến. Chuyện đó là bình thường nghe. Bởi vì á, trong rất nhiều bài kinh có những người tu sĩ ngoại đạo, họ có tà kiến nhưng nhờ họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp cho nên họ vẫn sanh thiên như thường. Do đó, những ai có tà kiến nhưng họ làm thiện thì họ vẫn có khả năng sanh thiên. Và sư lặp lại là nếu như quý vị hỏi nhiều câu hỏi trong một câu thì sư cũng chỉ trả lời một câu thôi.